Tự doanh chứng khoán xin gửi lời chào tới quý nhà đầu tư, các bác, các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Tại thời điểm hiện tại thì thị trường đang giảm 4 điểm, cộng với mức điểm giảm của phiên ngày thứ sáu tuần trước là 11 điểm. Thì đầu tuần thị trường đã đỏ, vẫn thay mặt nhóm tự doanh chứng khoán xin được gửi lời chúc sức khỏe, chúc giao dịch thành công tới quý các bác các anh chị đang giao dịch trên thị trường. Hôm nay thì tự doanh chứng khoán quay lại với chương trình trực tiếp qua Facebook. Thì thưa với các bác các anh chị, chủ đề ngày hôm nay của tự doanh chứng khoán muốn trao đổi chia sẻ với các bác các anh chị về một cái chủ đề khá là mới mà ít ít người, ít nhà đầu tư có phần là quan tâm và lưu ý tới. Đó là cái chủ đề chúng ta đang nói tới khi đàn cừu lập câu lạc bộ tự doanh chứng khoán. Đầu tiên thì với một số các bác các anh chị dày dặn trong nghề, nhiều kinh nghiệm, các bạn đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm, thì tự doanh chứng khoán tự mệnh nhận mình là cừu non trên thị trường chứng khoán. Có thể có nhiều các bác các anh chị không thích hoặc là không ưa với cái việc tự nhận này, thì cũng xin gửi lời xin lỗi tới các bác các anh chị, vì là chúng tôi đã đưa ra cái việc là coi mình là một bầy cừu non. Nhưng thưa với các bác các anh chị, chúng tôi tự nhận mình là cừu non trên thị trường tài chính cũng là có lý do nhất nhất định nào đó của mình, và chúng tôi cũng xin được 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 chia sẻ nó như thế này. Thực ra chỉ thị trên thị trường tài chính là một nơi tập hợp rất nhiều các thành phần trong thị trường, cả các tổ chức, các ngân hàng, các định chế tài chính lớn. Vì vậy là chúng ta đang ngồi đây thì phần lớn, phần đa là những nhà đầu tư có cái lượng vốn đầu tư trên thị trường không nhiều hơn 10 tỷ đồng, nói chung là trên dưới 10 tỷ đồng. Vì vậy thì chúng ta cũng chỉ là những người mới tham gia thị trường, non về kinh nghiệm, và chúng tôi cho rằng là với cái lượng tiền ít ỏi của mình thì chúng ta cũng chỉ là một trong những thành phần của thị trường và có thể tự nhận mình là cừu, bầy cừu, để nâng cao hơn cái tinh thần tự cảnh giác và cũng nâng cao hơn cái việc là học hỏi không ngừng thay đổi trên thị trường tài chính. Thưa với các bác các anh chị rằng là xưa đến giờ thì các câu lạc bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau đều được hình thành trên cái tinh thần là sẽ cùng nhau đưa ra những cái chia sẻ để nhằm giúp cộng đồng ngày càng phát triển hơn. Mà dù vậy thì riêng cái lĩnh vực tài chính thì nó có độ phức tạp khác và nhiều hơn. Do đó thì rất nhiều các câu lạc bộ sinh ra và thường chết yểu. Nó chết cũng giống như là cái việc mà tính thanh loại rất là cao trên thị trường tài chính, cả những nhà đầu tư cũng như là những người hành nghề, tính thanh loại cực kỳ cao. Thì chúng tôi xin được chia sẻ một vài ý khi mà chúng ta tự nhận mình là đàn cừu và thành lập những câu lạc bộ. Thì ý thứ nhất đó là thực ra thì chúng ta khá là nhỏ, tuy vậy không có nghĩa là chúng ta không làm nên điều gì cả. Xin giới thiệu với các bác, các anh chị là cái câu lạc bộ của chúng ta. Để tôi quay cái màn hình hướng về 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 phía phía máy tính để ta giới thiệu với các bác, các anh chị. Đây là cái câu lạc bộ của chúng ta. Hiện tại thì câu lạc bộ của chúng ta là có tới 2.980 thành viên đã đăng ký câu lạc bộ tự doanh chứng khoán trên YouTube. Hiện tại chúng ta có 140 video và chúng tôi cùng với các bác các anh chị cũng như những cái chia sẻ phản hồi của các bác các anh chị về tình hình thị trường tập hợp làm thành những cái video này gửi tới các bác các anh chị. Mục đích là chúng ta lập nên cái câu lạc bộ để nhằm nâng cao cái tinh thần gọi hay là những cái kiến thức của các nhà đầu tư. Mục đích rằng là càng ngày thì càng có một cái phương pháp đầu tư tốt hơn. Hơn thế nữa thì chúng ta có cái câu lạc bộ tự doanh chứng khoán ở trên fanpage. Đây là câu lạc bộ tự doanh chứng khoán trên fanpage. Hiện tại thì
chúng ta có 10.404 người đã thích trang này. 10.404 người đã thích trang này. Và trang của chúng ta là trang sống các bác anh chị, không phải là trang chết. Tức là cái trang của chúng ta đang hoạt động đây thì có những thành viên thực sự và để lại những phản hồi khá là tích cực, có hoạt động. Chứ không giống những cái trang chết khác, tức là nhiều trang bỏ tiền ra quảng cáo để lấy cái lượng view và gần như không có sự hoạt động tương tác. Đây các bác anh chị, chúng ta có thể xem qua những cái bài viết của Tự Doanh Chứng Khoán, có tới hàng, có thể có những bài viết lên tới hàng 300-400 lượng bình luận và là like chia sẻ. Đây, ví dụ như một cái bài viết của ngày hôm qua đây, chúng ta có tới 163 cái like và rất nhiều bình luận, khoảng tầm 300 cái bình luận. Số lượng người đã tiếp cận với trang của chúng ta là 16.000 người, 16.000 người. Có những video của chúng tôi tiếp cận lên tới năm mấy ngàn người các bác anh chị. Đây các bác anh chị, rất nhiều video là lên tới năm mấy 60.000 người. Đó là về trang fanpage. Câu lạc bộ của chúng ta là đàn kiều nhưng chúng ta đã đủ lớn, cũng lớn. Còn đây là cái Facebook mà có thể kết bạn. Tôi được đổi thành Tự Doanh Chứng Khoán luôn. Các bác anh chị có thể kết bạn với Tự Doanh Chứng Khoán bằng tên. Hiện tại chúng ta có 4.684 bạn bè và có thể kết bạn hơn được thêm nữa để đủ 5.000 bạn. Và có một Facebook khác nữa, đó là Facebook của admin Lê Văn Thắng. Lê Văn Thắng. Lê Văn Thắng. Đây các bác các anh chị, cái Facebook của admin Lê Văn Thắng này thì hiện tại có số lượng bạn bè là 5.000 và lượng người theo dõi là hơn 3.000 lượt. Thì bây giờ cái câu lạc bộ của chúng ta thì cũng khá là lớn rồi. Cái thứ hai nữa, đặc điểm thứ hai nữa thưa các bác các anh chị là cái có một đặc điểm nữa, đó là ngày hôm qua chúng tôi có gửi cái bài viết này và thưa các bác các anh chị, đây là quay trực tiếp. Số lượng người trả lời để mà nhận mail về những cái cổ phiếu mà chúng tôi đang nghiên cứu, đó là lên tới con số 1.756 cái mail. Đây là câu trả lời, 1.756 cái mail. Như vậy thì chúng tôi giới thiệu sơ qua về câu lạc bộ như vậy, mục đích rằng là muốn nói với các bác anh chị rằng là đàn kiều cũng đã khá là lớn, có thể có những cái tiếng nói riêng của mình. Vì vậy nên là chúng ta thành lập nên cái câu lạc bộ Tự Doanh Chứng Khoán này thì với mục tiêu rằng là mỗi cái hành động của chúng ta càng ngày càng có thể thúc đẩy mạnh hơn cái thị trường chứng khoán, đầu tư một cách hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn và tránh đi những cái gọi là mất mát không đáng có của các bác các anh chị đang tham gia thị trường. Những cái chung tay giúp sức của các bác các anh chị từ việc chia sẻ tới cộng đồng, chia sẻ những video mà Tự Doanh Chứng Khoán chia sẻ, like hoặc là bình luận. Chỉ cần các bác các anh chị để lại những cái bình luận thì một tay, tức là chỉ là một cái click của các bác các anh chị đã tạo nên cái sự chia sẻ cái cộng đồng chứng khoán ngày càng hoàn thiện hơn, phát triển hơn và minh bạch hơn rất là nhiều trong thời gian tới. Cái vấn đề thứ ba nữa là đúng ra thì cái việc này phải do cơ quan nhà nước làm. Bởi vì muốn thị trường tài chính phát triển xa hơn và tốt đẹp hơn và mang tính chất đúng bản chất của một kênh huy động vốn dài hạn thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải có những cái lớp, có những cái bộ phận thành lập để tuyên truyền, nói với các bác anh chị về những cái bản chất của thị trường để các bác anh chị tham gia thị trường mong rằng là sẽ thúc đẩy thị trường càng ngày càng phát triển. Đặc biệt hơn nữa thì ở đây thì chúng tôi Tự Doanh Chứng Khoán cũng mong nhận được những cái sự hỗ trợ về các cái báo cáo phân tích, về những cái chia sẻ về những cái danh mục đầu tư mà những cổ phiếu mà các quỹ đầu tư lớn như là Dragon Capital hoặc là Elite Fund hoặc là các quỹ khác. Bởi vì chính các quỹ là những nơi, là những tổ chức có một cái đội ngũ rất là mạnh trong cái việc là phân tích thị trường. Bởi vì ở các quỹ là những con người đều là những người chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, có chứng chỉ hành nghề lĩnh vực tài chính chuyên sâu của quốc tế cấp, ví dụ như là CFA ở những cái trình độ, những cái level khá là cao, rồi những trình độ khác như phân tích kỹ thuật lớn. Vì vậy chính các quỹ là nơi mà sản sinh ra những cái nhận thức
về định hướng thị trường, về những cái báo cáo phân tích chuyên ngành, về những hiểu biết về doanh nghiệp sâu sắc nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong nhận muốn nhận được câu lạc bộ của chúng tôi cũng mong nhận được những cái chia sẻ của các phòng phòng analyst, tức là các phòng phân tích của các công ty chứng khoán. Bởi vì nơi đây là nơi tập hợp rất nhiều con người có trình độ cao trong ngành tài chính, đưa ra những báo cáo, họ đi đến từng doanh nghiệp thăm và gặp gỡ doanh nghiệp. Có những analyst rất là nhiệt tình với nghề, họ đến từng dự án của doanh nghiệp để kiểm đếm xem là dự án mà các thông tin công bố có đúng hay không, có thật hay không, có hợp lý hay không, đưa đến cung cấp những báo cáo cho các bác anh chị. Thì chúng tôi cũng mong rằng là chúng tôi sẽ là đầu mối để gửi và tuyên truyền những cái thông tin đó tới các nhà đầu tư. Mong rằng những thông tin của chúng tôi sẽ giúp ích các nhà đầu tư nhỏ. Chúng tôi tự nhận mình là những cừu non, đàn cừu, nhưng cũng mong được sự hỗ trợ của mọi người, của các cộng đồng để chúng ta nâng cao tư duy đầu tư. Mục đích để làm gì? Mục đích là để chúng ta gửi cái thông điệp tới các doanh nghiệp, những người làm công tác điều hành, các ông chủ doanh nghiệp cần minh bạch hơn. Mặc dù chúng tôi là những nhà đầu tư nhỏ, vì vậy nhưng chúng tôi vẫn mong muốn được hiểu hơn về doanh nghiệp, được gửi cái đồng tiền đầu tư của mình cho những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả. Và một phần nào đó, khi mà cộng đồng của chúng tôi phát triển nhiều hơn, mạnh hơn, lớn hơn, thì mong rằng là nó sẽ là một cái kênh mà sẽ điều hướng cái dòng tiền của các nhà đầu tư trên cả nước vào những nơi, những chỗ mà ở đó các doanh nghiệp tập trung phát triển kinh doanh, tập trung làm kinh tế, tập trung hỗ trợ cái an sinh xã hội, tập trung tạo công ăn việc làm, và đặc biệt hơn nữa thì cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Chứ chúng tôi không muốn rằng là cái sự thiếu minh bạch thông tin, mà đặc biệt là cái sự bất cân xứng thông tin giữa các quỹ đầu tư lớn, giữa các nhà đầu tư, và đặc biệt ở trong cái điều kiện thị trường hiện tại thì có rất nhiều các đội lái, các nhóm nhà tạo lập mang tính gọi là hơi có phần không tiêu cực, tức là gọi là không tích cực mà khá là tiêu cực, nhằm tìm cách là chuyển hóa cái dòng tiền của các nhà đầu tư nhỏ vụ lợi để chuyển hóa thành tiền của mình, bằng việc là các ông chủ doanh nghiệp thì thiếu minh bạch. Các ông chủ doanh nghiệp tìm cách là bán giấy, lấy tiền, huy động về nhưng không triển khai hoạt động kinh doanh, có thể tìm mọi cách để rút ruột doanh nghiệp và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư nhỏ, hoặc là thậm chí là cả những các cái tổ chức, các quỹ đầu tư. Có nhiều tổ chức, các quỹ đầu tư và bạn bè trong giới, đặc biệt là những quỹ đầu tư lớn, có chia sẻ với chúng tôi rằng là có rất nhiều vấn đề họ không hiểu được ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi lẽ chúng ta đang cổ súy cho những cái hành động, những cái việc làm của các ông chủ doanh nghiệp mang tính lừa đảo, hoặc là rất nhiều những doanh nghiệp chỉ không cần có tư duy phát triển lâu dài, chỉ cần là làm thế nào đấy để huy động được vốn về. Còn sau đó, sau khi huy động vốn xong thì doanh nghiệp muốn đi về đâu thì mặc kệ. Điều đó là điều mà nhóm tự doanh chứng khoán cũng như là câu lạc bộ hiện tại đang khá là băn khoăn, trăn trở. Và cũng từ đó thì chúng ta cũng những cái chung tay của mọi người, cũng chung tay của mọi người thể hiện được cái sức mạnh của một đàn cừu. Mặc dù là đàn cừu, nhưng khi đàn cừu mà đã thành lập thành câu lạc bộ rồi thì chúng ta cũng thể hiện cái sức mạnh của mình. Cái sức mạnh của mình ở đây á, thì là chỉ là những cái sự chung tay của mọi người thôi, những hành động nhỏ thôi, nhưng chúng ta cũng sẽ dần dần đưa ra được những cái bản chất vận động của thị trường, bản chất của việc tăng giá, bản chất của cái câu chuyện là thị trường sẽ dịch chuyển như thế nào, để tránh đi, giảm bớt đi những cái cổ phiếu mà những doanh nghiệp mà làm ăn kém hiệu quả, và sớm gián tiếp chúng ta gọi là biểu tình, gọi là tẩy chay những cái doanh nghiệp mà hiện tại đang làm ăn kém, những doanh nghiệp mà có những ông chủ gọi là có tư duy gọi là rút ruột doanh nghiệp,
tôi biết và tôi có rất nhiều những video đã làm sẵn quay trực tiếp nói về những ông chủ những cổ phiếu mà chuyên có những cái tư duy là rút ruột doanh nghiệp hoặc là chỉ có tư duy là phát hành thêm, bán giấy lấy tiền và chẳng ai nói đến cả. Những cái câu chuyện như thế thì càng ngày chỉ càng tạo nên những cái áp lực về số lượng cổ phiếu trên thị trường, còn thực tế thì không đem lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư, thậm chí là làm mất mát tiền bạc của các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, non về mặt nhận thức, non về mặt các kiến thức cơ bản của báo cáo, của hoạt động doanh nghiệp, nên dẫn đến là chúng ta tự biến cái kênh hoặc là một cái nghề này thành một cái nơi, một cái sòng bạc mà mọi người cứ vốn dĩ gọi đương nhiên công nhận nó, công nhận nó. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là cái việc mà chúng tôi làm xây dựng trong thời gian qua và trong thời gian sắp tới thì luôn nhận được cái sự ủng hộ của mọi người, của các quý nhà đầu tư. Thì chúng tôi sẽ dần dần trong cái hiểu biết của mình cộng với việc những cái chia sẻ ngược lại của các tổ chức hay là của các nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm, thì chúng tôi sẽ làm rõ hơn các vấn đề về ngành, các vấn đề về kinh tế vĩ mô, các thói quen mà hiện tại chúng ta đang được một số tổ chức gây dựng theo hướng có lợi cho họ, theo hướng có lợi cho họ, tạo ra những cái thói quen đó và họ tuyên truyền để chúng ta gọi là tìm cách làm thế nào để đốt nhanh cái đồng tiền của chúng ta trên thị trường. Chúng tôi muốn làm rõ vấn đề đó để giảm bớt cái thiệt hại cho các bác, các anh chị. Và đặc biệt, chúng tôi thực ra vẫn luôn nhận mình là một cái đơn vị chưa đủ khả năng để có thể một cái nhén có thể làm nên một cái gì đó. Nhưng chúng tôi cũng chỉ mong rằng là một cái tổ chức, một cái nhóm là gọi là ổn định cái tinh thần, tâm lý của các bác, các anh chị. Làm rõ một số vấn đề trong cái khả năng hiểu biết của mình để chúng ta càng ngày càng có thể hạn chế được những cái rủi ro nào đó của quá trình đầu tư. Hơn thế nữa thì quay lại vấn đề hôm nay thì là vấn đề thị trường. Thì thị trường hôm nay hiện tại trong cái lúc thời điểm chúng tôi bắt đầu mà làm video này thì có đang giảm 4 điểm. Nhưng trong quá trình chúng tôi làm video thì hiện tại thị trường chỉ còn giảm 1,9 điểm. Các cổ phiếu không phải những cổ phiếu ngành ngân hàng tăng giá vào cái việc mà hưởng lợi từ cái thông tin của ngày hôm trước đó, mà lại là rất nhiều những cổ phiếu ngành ngân hàng chịu áp lực giảm giá tác động lên thị trường chung. Và nhìn nhận ở cái những cổ phiếu có trọng số cao thì hiện tại thì GAT và Vinamilk cộng với Masan, Thế giới di động và nhiều cổ phiếu khác đang gây áp lực lên thị trường, khiến thị trường đang giảm với mức giảm nhẹ 1,95 điểm. Quay lại với cái chủ đề nóng, có thể là chúng ta thì chưa nhìn nhận rõ nét hơn cái vai trò của các cái nhóm giống như là chúng tôi đang xây dựng. Bởi vì tại sao chúng ta không nhìn nhận rõ vấn đề này thì chúng tôi xin được một vài phút chia sẻ để làm rõ vấn đề này. Các bác thì có thể là bình luận ở phía dưới hoặc là thả tim để ủng hộ cho cái buổi nói chuyện của chúng ta được thành công hơn. Thì các bác anh chị có thể bình luận bằng việc là gõ bất kỳ một cái dấu hiệu nào thể hiện rằng các bác anh chị hiện tại đang ủng hộ và tham gia cùng với nhóm tự doanh. Thì từ những cái câu chuyện là ngày hôm qua, thì quay lại cái câu chuyện ngày hôm qua là chúng tôi hiện tại đang có khoảng 10 tới 15 cổ phiếu mà có thể sẽ đưa ra khuyến nghị cho các bác anh chị, gửi mail cho các bác anh chị trong cái việc mà các bác anh chị đã để lại đây. Tới thời điểm hiện tại là chúng ta đang có 1763 cái mail là xin được gửi cái danh sách. Thì chúng tôi cũng đang khá là cân nhắc trong cái câu chuyện là có nên cục bộ đưa ra ý kiến chủ quan của mình gửi tới các bác anh chị cái khuyến nghị. Bởi vì rất dễ là cái khuyến nghị của chúng tôi sẽ dễ dẫn đến những cái tăng giá hoặc giảm giá cục bộ của một số cổ phiếu. Do đó thì chúng tôi sẽ
tùy thuộc vào tình hình thực tế của thị trường của từng giai đoạn để đưa ra những cổ phiếu riêng lẻ hoặc là đưa ra những nhận định chung về ngành để các bác các anh chị có thể tự chọn cho mình một vài cổ phiếu trong đó. Sau đó thì các bác các anh chị có thể là phản hồi lại cái mail của chúng tôi để chúng tôi làm rõ hơn, tránh cái việc là đưa ra ý kiến chủ quan của một nhóm nhằm tác động lên 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 thị trường và lên cái việc mà giao dịch ngắn hạn. Bởi vì với 1.763 cái mail mà các bác các anh chị gửi cho chúng tôi, nếu chúng tôi gửi đồng loạt cho các bác các anh chị về một cái nhóm nào đó thì dễ dàng nó có thể sẽ gây ảnh hưởng tới thị trường cục bộ trong ngắn hạn. Điều đó là điều chúng tôi không muốn. Bởi vì chúng tôi muốn các bác anh chị xem lại những cái video, những cái nhận định chung của thị trường về mặt vĩ mô cũng như nhận định riêng về từng ngành để các bác anh chị tự chọn lấy cho mình những cổ phiếu được xem là tốt và tích cực nhằm 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 tránh đi cái tác động cục bộ. Nếu chúng tôi cũng làm giống như tất cả những cái nhóm cái đội khác thì rõ ràng chúng tôi cũng không khác gì những cái nhóm các đội khác về mặt gọi là tận dụng cái cơ hội để kiếm tiền từ cái việc dịch chuyển giá ngắn hạn. Chúng tôi không muốn làm cái điều đó. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba nữa thì thưa với các bác các anh chị là chúng ta thành lập ra những cái nhóm như thế này bởi vì sao chúng tôi lại muốn đưa ra những cái gọi là cái tên của chúng tôi là câu lạc bộ tự doanh chứng khoán, tức là câu lạc bộ của những người đang tự mình bỏ đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình ra để kinh doanh chứng khoán, đầu tư chứng khoán. Thì vì là chúng ta là những cá thể nên là cái sức mạnh về hiểu biết của chúng ta, cái sức mạnh về 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 cái nhận thức của chúng ta và cái thời gian chúng ta dành cho cái công việc đầu tư này nó không thực sự lớn, không thực sự nhiều. Chính vì chúng ta không thực sự lớn, không thực sự nhiều, vì vậy chúng ta luôn bất cân xứng thông tin, bất cân xứng hiểu biết so với các nhóm, các tổ chức khác và chúng ta dễ dàng bị điều hướng về mặt hành vi, về mặt tư duy để dẫn dụ theo những phương pháp mà các nhóm, các tổ chức muốn chúng ta hành xử. Nếu chúng ta hành xử theo cách như thế thì chúng ta sẽ dễ dàng đem tiền của chúng ta cúng cho những cái đơn vị, những cái nhóm, những cái tổ chức như vậy. Và hơn ai hết thì chính chúng ta sẽ rất khó để nhận được những cái chia sẻ mang tính chất bản chất. Bởi vì những chia sẻ mang tính chất bản chất đó chúng ta sẽ dễ dàng, tức là nếu như các gọi là những nhóm, những đơn vị mà họ đưa ra bản chất sự việc thì nó sẽ dễ gây ra bất đồng lợi ích với họ, dẫn đến họ không bao giờ cung cấp và chia sẻ với các bác anh chị. Thậm chí ngay cả như sách vở nhiều khi lắm lúc cũng chia sẻ những ý theo hướng mà họ muốn. Cũng chính vì điều đó nên chúng tôi muốn là một đơn vị trung gian thành lập ra để hỗ trợ các nhà đầu tư ít thời gian trên thị trường. Mong rằng là sẽ một phần cái công sức của chúng tôi sẽ hỗ trợ được phần nào đưa ra được cái việc mà giúp các bác các anh chị đưa ra những quyết định đầu tư nó mang tính đúng hơn, chính xác hơn và giảm thiểu những cái rủi ro mà không mong muốn. Đó là điều chúng tôi cực kỳ mong muốn nó diễn ra trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì những cái thứ mà chúng tôi muốn các bác các anh chị cũng cùng chung tay với chúng tôi trong cái câu chuyện là gọi là làm cho cái nhóm, cái câu lạc bộ của chúng ta càng ngày càng mạnh hơn để có những cái tiếng nói nhất định tác động lên thị trường, tác động và gửi đi cái thông điệp với các doanh nghiệp làm ăn gọi là không minh bạch, thiếu minh bạch và gọi là những doanh nghiệp ma thì sẽ nhanh chóng, những cái tác động của chúng ta sẽ nhanh chóng gọi là tẩy chay họ và giết chết họ sớm hơn, nhanh hơn để thị trường ngày càng công khai minh bạch hơn. Những điều chúng tôi mong muốn thì thực ra nó cũng chỉ là hiện tại thì nó có thể là những cái ý tưởng, những ý niệm mà có thể chưa phù hợp lắm, nhưng về lâu dài thì tôi nghĩ rằng là những điều mà mỗi một cái con người, mỗi cái đồng nghiệp, các nhà đầu tư trên thị trường cần phải thay đổi theo cái cách nhìn nhận đó.
Chúng tôi sẽ kết thúc cái video này và sẽ quay lại với một cái video vào buổi chiều hôm nay vào lúc 14 giờ trên kênh YouTube trực tiếp và chia sẻ với các bác anh chị về ngành ngân hàng. Chúng tôi đã có 4 video từ 137 tới 140 chia sẻ nhận định về ngành chứng khoán, về ngành bất động sản, về ngành tôn thép, và chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bác anh chị vào lúc 14 giờ chiều nay trên kênh YouTube là ngành ngân hàng. Các bác anh chị nào đã gửi mail cho chúng tôi trong ngày hôm qua thì còn chưa đăng ký kênh YouTube thì vui lòng là đăng ký để đón nhận những cái chia sẻ tiếp theo của chúng tôi trong những buổi làm việc tiếp theo. Hiện tại thì chúng tôi cũng vừa đầu tư, cũng vừa chia sẻ, cũng vừa tư vấn cho rất nhiều nhóm, rất nhiều các nhà đầu tư, thậm chí là các tổ chức trong quá trình mà tìm hiểu rõ hơn một số vấn đề mang tính gọi là bí mật của thị trường. Thì phần lớn là cái cách kinh doanh của chúng ta vẫn theo một cái lối mòn, đó là mọi thứ đều phải bí mật, rất khác với lại cái cách kinh doanh của người phương Tây, của dân châu Âu và dân Mỹ, là phải rõ ràng, mọi thứ nó phải rõ ràng. Nó rõ ràng như vậy thì mới mong thúc đẩy thị trường, mong thúc đẩy kinh tế, mong thúc đẩy doanh nghiệp và làm phân biệt rõ ràng hơn câu chuyện đâu là một doanh nghiệp đàng hoàng, đâu là một doanh nghiệp ma, đâu là người chủ, người điều hành doanh nghiệp mang tính chất là có tâm huyết thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn ngày càng hiệu quả, đâu là những người chủ doanh nghiệp chỉ tư lợi cá nhân và cũng muốn làm rõ hơn cái vấn đề, cái vai trò của những doanh nghiệp nhà nước hiện tại và những cái doanh nghiệp tư nhân. Vai trò nào đóng vai trò then chốt, cái vai trò nào đóng vai trò quan trọng, cái nào cần dẹp bỏ, cái nào cần tiếp tục. Đó là những thứ mà chúng tôi mong muốn là các bác các anh chị dành thời gian hỗ trợ chúng tôi. Cái việc cuối cùng nữa thì trong tất cả các video chúng tôi đều để lại cái thông tin để các bác các anh chị, nếu như trong quá trình mà sử dụng những cái tài liệu, những cái tham khảo, những tham vấn của chúng tôi kiếm được những cái lợi ích đầu tư hiệu quả thì có thể sẻ chia lại cái phần lợi nhuận của mình cho nhóm chúng tôi, cho câu lạc bộ chúng tôi, có kinh phí tiếp tục phục vụ hoạt động các bác các anh chị trong thời gian sắp tới. Thì cái thông tin mà nhận những cái việc ủng hộ hỗ trợ từ cái kết quả kinh doanh tích cực mà các bác các anh chị qua việc tham khảo, tham vấn những cái video, những cái mail mà chúng tôi gửi để tư vấn cho các bác các anh chị đạt được cái kết quả, đạt được những thành công, thì các bác các anh chị ở dưới mỗi video đều có cái phần giới thiệu về nhóm, thì các bác các anh chị có thông tin về cái tài khoản nhận cái phần mà hỗ trợ để thúc đẩy, thì mong rằng là những cái phần nhỏ kinh phí hỗ trợ, gọi là những kinh phí đóng góp cho nhóm để lấy động lực cho nhóm càng ngày càng phát triển hơn, thúc đẩy nhóm phát triển mạnh mẽ, nhằm là đưa những cái thông điệp mà tích cực đến với thị trường, nhằm gây dựng thị trường chứng khoán ngày càng công khai minh bạch hơn. Cảm ơn các bác các anh chị đã dành một chút thời gian nghe những cái chia sẻ của một cái nhóm gọi là nhóm tự doanh chứng khoán, một cái câu lạc bộ mà được coi là câu lạc bộ là những nhà đầu tư, những cừu non trên thị trường. Mong rằng là những cừu non này thì càng ngày càng già hơn, thành cáo và có nhiều sức khỏe hơn, đầu tư có đạt được nhiều thành công hơn trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bác các anh chị, luôn luôn chia sẻ ủng hộ những gì mà tự doanh chứng khoán đang gây dựng. Cảm ơn các bác các anh chị, các bạn đồng nghiệp đã dành một chút thời gian lắng tai nghe và chị những cái chia sẻ này. Luôn để lại những like, bình luận hoặc là bất kỳ một cái hình thức nào để có thể hỗ trợ cho chúng tôi trong thời gian sắp tới. Chào và hẹn gặp lại.